Hello, xin chào tất cả mọi người. Con là Phương. Hiện tại bây giờ là ngày 16 tháng 2 năm 2024. Thì hiện tại thì bây giờ con đang có mặt ở kho đóng hàng của công ty nha mọi người. Thì đây, mọi người có thể thấy đằng xa xa là cô An. Thì hôm nay con sẽ phỏng vấn hỏi cô An về sau Tết, cảm nhận cô thế nào. Dạ cô An. Chào, xin chào khán giả. Cô An nghỉ Tết có vui không cô An? Vui. Rồi, nghỉ Tết cô đi đâu và làm những gì nè? Tết cô An về quê, về bên nhà của cô An, với về bên nhà của mẹ cô An, đi chùa đi mẹ Nam Hải, đi mẹ Đông Hải, rồi với đi chùa La Hán, rồi với chùa Ông. Đó là nguyên Tết chứ dành đúng đi rồi, chùa vậy. Thôi. Đúng đi chùa không à, chứ không đi chơi. Đi chùa không à. Ủa vậy còn mùng 30 Tết thì chuẩn bị gì, có cúng kiến gì không? Có, mà bên mẹ của An thì có cúng, chứ nhà của An thì không, của An có cúng. Tại vì nhà của An cũng nói ra là cũng hư hết rồi. Rồi với cô An về là ghé ở nhà của bà chị thứ bảy. Đó, bà chị thứ bảy của cô An. Ở đó hết mấy ngày rồi mới 30 mới là đi qua bên nhà của mẹ cô An. Đó. Ủa vậy là còn đó là 30, còn đi chúc Tết thì chắc không đi đâu nhiều đâu đúng không cô An? Không, chỉ đi chùa không à. Đi chùa thôi. Đúng rồi, đi chùa. Đi chùa có dắt bé Nhiên đi không? Có. Không biết là bé Nhiên trong Tết đi chùa có vui không ta? Trời ơi, đi đâu cũng đồ đi, ngoại là đi chùa không à. Đi chùa với cò, đi nguyên gia đình đi vậy đó. Khoái lắm. Đi chùa rồi bé có khấn cầu hay gì không? Có, trời yêu cầu mình đi chùa nó lại là đầu nói là nó đi chùa nó phái lắm, tự nhiên á. Đi chùa yêu cầu thấy Phật là nó lại à. Đó là gì đó. Đi chùa, lấy chùa thấy Phật là lại vậy đó. Đúng giống... rồi. Yêu cầu mà rủ đi chùa là phái lắm, là đi liền à. Là bắt đầu hả bờ đêm đó nó bơi á, là nó đi mà mẹ Nam Hải nha, là bắt đầu hả là không có ngủ nha, là thức mà thức hoài, thức quỷ vậy, hỏi hoài luôn vậy đó. Nó ngủ đi sáng đi rồi đi với bà cò rồi đi chung rồi đi với bà ngoại đâu nữa, cho đi mà nó vậy đó mới chịu ngủ, không đâu chịu ngủ đâu. Trời ơi. Nó ham lắm, ham đi chùa lắm. Thì đó mấy cái hoạt động của cô trong dịp Tết thì giờ cũng bắt đầu quay trở lại công việc rồi. Giờ không biết công việc của cô hiện tại có gặp gì trục trặc hay khó khăn không? Không, cũng bình thường vậy đó. Ổn định, mọi thứ ổn định, đúng rồi. Nếp đúng không? Đúng rồi. Thì thường thường đi làm là cô sẽ làm những công việc gì ta? Thì cũng đóng gói gì đó. Thì trong Tết cũng đóng gói thì giờ vô cũng đóng gói bình thường vậy đó. Rồi, đó là mấy sơ sơ về công việc của cô. Liên quan đến bé An Nhiên một chút thì không biết là việc học của bé An Nhiên hiện tại bây giờ sao rồi cô? An Nhiên thì giờ nó đi qua Tết là sắp sửa vô học lớp 1 rồi. Đó, rồi giấy tờ thì cũng giấy khai sinh này nọ cũng đầy đủ trơn của mà chú Tám đặt rồi. Cũng cô dắt đi làm đó. Làm giấy khai sinh này nọ giờ đầy đủ trơn rồi, giờ nạp vô cho cô luôn rồi. Vô mà cho An Nhiên học lớp 1 vậy cô là cũng nạp sẵn cho cô trơn rồi đó. Vậy là bé An Nhiên sắp có thể là hết năm nay. Đúng là rồi, sắp lớp 1 rồi. Đúng rồi, chắc cũng còn cỡ mà vài tháng này vô lớp 1 lại rồi. Quá nha. Thì không biết là bé An Nhiên lúc mà vào lớp 1 á thì cô đã có những kế hoạch gì cho bé chưa? Thì nói là giấy tờ cô cũng lo sắp xếp hết trơn rồi, thì vô học thì chú còn như là chú Tám lo hết. Đó. Giấy tờ thì gọi cho thì tới nữa An Nhiên vô học lớp 1 thì cũng như chú Tám đều cũng lo cho An Nhiên vô lớp 1 luôn đó. Bởi vì cô có biết là hiện tại lớp 1 á là bé sẽ vô trường nào chưa cô? Cô cũng chưa biết nữa, cô giáo chỉ là kêu nạp đơn này nọ thôi đó. Rồi cô giáo cũng chắc nữa cô giáo cũng thể chỉ mà chỉ trường mà chắc cũng minh tạo cái gì đó minh tạo. Nếu mà đi học thì cũng có thời gian là cô cũng có gửi bên cô là cô giáo cô cũ đó đó, là cô giáo cũng đưa nó đi học luôn rồi đón nó về luôn, rồi tới giờ về thì cô An đi rước An Nhiên về vậy đó. Nếu mà lớp 1 á thì con nhớ là giờ học đi học rất là sớm mà cũng về rất là sớm nữa. Đúng rồi. Thì không biết là có ảnh hưởng gì đến công việc của cô không? Thì không, nếu mà sáng ví dụ mà có
An Nhiên học lớp 1 á, thì sáng á, thì An Nhiên cũng có gửi trong trường đó luôn, trường cũ luôn, là cô giáo cũng sắp xếp đưa An Nhiên đi học luôn. Rồi nếu mà về thì cô giáo rước về đó vậy đó, rồi tới giờ cô đi làm về cô giáo cô An đi rước An Nhiên về thôi đó, là vậy đó. Là cô giáo sẽ chở đi học, đúng rồi, là cô giáo sẽ rước về. Ừ, là đến chiều cô tan làm là chỉ rước bé Nhiên thôi, đúng rồi. À, vậy thì quá tiện. Ừ, rồi. Tại vì nếu mà đưa An Nhiên đi học á, mà cô An thì chưa chắn gì mà đưa An Nhiên đi học được đó, cũng là cũng nhờ phụ cô giáo đưa giùm vậy đó. Tại vì vô lớp 1 này An Nhiên học cũng là nói nhầm khi sáng nhầm khi cử hai cử nữa đó, là vậy đó, vô lớp 1 là vậy đó. Đúng rồi, vô lớp 1 nhiều khi á là học có ngày có đến 8 giờ là về. Đúng rồi. À, 8 giờ là vô học, đúng có rồi. Ngày thì 7 giờ vô học, có khi là 3 4 giờ chiều đã về rồi. Không, nếu lớp 1 nghe là 7 giờ rưỡi là vô học. 7 rưỡi vô học. 7 giờ rưỡi vô học là chắc 11 giờ rước về. Là bắt đầu ở đó ở trong trường luôn, trường cô luôn. Đó rồi nếu mà có nếu cô giáo đi học thêm trong trường nó cũng như ở vô 1 tiếng 2 tiếng nó vậy đó thì cô giáo cũng đưa đi học luôn. Rồi chiều cô giáo rước về vậy đó. Chứ nếu mà vậy đi rước thì cũng không có được đi rước được, tại vì mắt làm ở đây rồi thành ra đâu thời gian đi rước An Nhiên được, đó là vậy đó. À, ừ. Vậy mà giờ hình như là cũng gần tới giờ cô tan làm với lại đúng đón bé An Nhiên rồi. Thôi đúng giờ rồi. Mình sửa soạn rồi lấy đồ đi đón bé luôn nha cô. Để đây cho bà con nhìn hình ảnh bé An Nhiên hiện tại sau Tết như thế nào. Ừ. Đầy đủ là hết trơn rồi phải không cô Hà? Còn đồ giấy gì nữa không? Rồi, hiện tại thì con đã qua bên kho đóng hàng hỏi thăm cô An trong dịp Tết này cô An đã làm gì, và cùng cô An đi đón bé An Nhiên về nhà. Thì đây, mọi người có thể thấy cô và bé An Nhiên đang đi bộ đạp xe đạp để chạy về nhà, đây, về chung với các anh. Giờ con sẽ tạm gác máy một chút để vô trong có gì phỏng vấn bé An Nhiên, coi thử hôm nay bé sẽ học cái gì và Tết bé có vui hay không và có những cái gì kỷ niệm gì trong ngày Tết. Thì mọi người đợi con chút xíu nha.
chào ba, chào ông Tám. Nay đi học vui không? Vui. Nay đi học được gì? Dạ vui. Tôi ăn bánh kẹo. Bánh kẹo gì? Bánh kẹo su, kẹo sữa, bánh sô la. Rồi đi học cô giáo có chỉ cho ca hát hay múa gì không? Không. Bữa nay có múa hát gì không? Không. Không có múa hát gì hết hả? Rồi nghỉ Tết vui không? Vui. Nghỉ Tết đi đâu? Dạ vui. Đi về quê. Về quê ai? Về quê với bà cô. Rồi bà cô dẫn đi đâu? Dẫn đi chơi. Đi chơi ở đâu nè? Chơi với bà cô đi đâu? Đi qua bà cô. Bà đi cô, đâu? Mẹ Nam Hải, Lâm Nam Hải. Rồi đi có ước mong gì không? Đi có xin gì không? Chắc kệ yêu đi. Con đi ước gì nói vậy, nói cho ông Tám nghe kìa. Con ước sao? Ước ông Tám. Thành ước ông Tám cái gì con nói đó? Nhiều sức khỏe. Người bán gì? Bán cao xe bóp, ông bà cô chú ủng hộ với ông Tám. Cao xe bóp. Anh có tiền sao? Có tiền để giúp đỡ mấy người ở hàng. Giỏi. Rồi nhân dịp năm mới có chúc Tết gì cho ông Tám không nè? Chúc ông Tám nhiều sức khỏe, nhiều đà, nhiều vàng để giúp đỡ mấy người giới hàng cực khổ. Rồi giờ hát cho mọi người nghe một bài được không? Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm, tóc bà trắng như mây. Cháu yêu bà cho năm bạn tay, thì cháu không lời cho biết bà vui. Tặng cái tiền ta. Rồi còn bài nào khác nữa không? Cháu tặng cái tiền không? Còn bài nào khác nữa không? Hát thêm bài nữa thôi. Thêm bài thì có bài nào nữa không? Bà hoài vậy? Có bài nào khác không? Cô dạy bài nào? Không lấy dạy bài nào hết. Trời dạ bà ơi. Dạ bà hả? Rồi sang năm lớp 1 vui không? Vui. Dạ vui. Dạ vui. Ai lo cho mẫu giáo rồi đó? Ai lo cho con đi học? Cô giáo. Rồi ai lo cho con tiền đi học? Cô ông. Cô giáo. Tiền đi học kìa. Tiền đi học là ông là ông Tám. Ở đây vui không? Vui. Được ấp tám cho qua nhà ở. Đây là cuộc sống của hai bà cháu. Thì qua Tết thì đó, nãy giờ cũng cho mọi người xem rồi công việc nè, cũng như là sinh hoạt của hai bà cháu như thế nào trong dịp Tết vừa qua đó. Thì video clip hiện tại giờ cũng dài rồi. Thôi con cảm ơn mọi người đã theo dõi. Nếu có con nói gì sai sót hay là cái gì đó thì mọi người bỏ qua giúp con nha. Đó, chào mọi người. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký theo dõi chào kênh Hội Nghị BTS nha mọi người. Bye bye mọi người. Ủng hộ cà sơ bóp trong 8. Cà sơ bóp bán gì đây? Cà sơ bóp bán tay. Bị gì? Bị chất bỏ tay cân. Bóp làm sao? Bóp cao. Bóp vô là gì? Khỏe. Rồi bye. Xin chào. Chào ông Tám. Chào ông Tám. Chào bà. Chào bà.